Rồi, xin chào hết tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh giới thiệu một vài của một người chơi. Tôi là Hoàng, tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam các bạn. Xin gửi lời chào đến tất cả các bạn bè ở Việt Nam, các bạn bè quốc tế và đặc biệt các bạn có follow với kênh của mình. Xin chúc các bạn có một ngày mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Rồi, kính thưa các bạn, thì hôm nay trên kênh của mình tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc máy cassette player đến từ hãng Sanyo các bạn. Và đây là chiếc Senseo MR10 các bạn ha. Và sản phẩm này Senseo nó phát hành có một màu duy nhất thôi các bạn. Kính thưa các bạn, thì nói về các thương hiệu Senseo thì các cái dòng máy của Senseo mình chia sẻ với các bạn nó có những cái đặc điểm như sau. Thứ nhất là mình thấy Senseo nó thiết kế những cái model của nó là thường là hai sử dụng mà pin rất là tiện lợi các bạn. Một là Senseo dùng pin AA hoặc là Senseo dùng pin AAA các bạn, là pin 3 chữ A. Có nghĩa là hai loại pin mà nó rất là tiện lợi để sử dụng các bạn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa về bộ cơ học Senseo. Nó thiết kế bộ cơ học mà rất là chắc chắn các bạn, máy rất là đầm tay và rất là nặng. Thì sản phẩm Senseo trong kênh của mình không có giới thiệu nhiều. Mình có giới thiệu chiếc Senseo GG P2 màu đỏ các bạn, và đây là chiếc thứ hai mình giới thiệu. Bởi vì người chơi người ta không có chuộng cái thương hiệu Senseo bằng Sony các bạn, cho nên là mình hạn chế giới thiệu các bạn, không có trong kênh mình nhiều. Nhưng ngược lại thì Senseo thì cái bộ cơ thiết kế rất là chắc chắn các bạn, máy rất là đầm tay và rất là bền các bạn. Và âm thanh, những cái dàm đỉnh của Senseo là âm thanh nó rất là hay. Nó tiếng nó tiếng âm thanh nó rất là sắc bén các bạn ha. Đó là hai cái đặc điểm của cái dòng mà sản phẩm Senseo. Thì đây là một dòng sản phẩm trên kênh của mình rất là hiếm hoi các bạn, những cái sản phẩm mà nó có cái loa ngòi như thế trên cái thân máy là nó rất là ít các bạn. Đây là sản phẩm thứ hai mình có cái giới thiệu, nó có cái loa ngòi. Ngòi cái sản phẩm là một chiếc EVA 50, thì đây là chiếc có cái loa ngòi đầu thứ hai đó các bạn ha. Rồi, đó là những cái đặc điểm của cái dòng sản phẩm Senseo các bạn ha. Và các bạn, nếu mà các bạn nào chơi dòng Senseo á, thì mình đánh giá cái dòng Senseo là chắc chắn các bạn sẽ đồng ý với mình ngay. Bởi vì cái thiết kế cơ học của Senseo nó làm chắc chắn lắm, cho nên là cái trọng lượng bản thân máy á, thường là nó rất là nặng. Một chiếc máy cầm tay của Senseo nó từ 200 gram đến 300 gram các bạn, có những cái máy nặng hơn các bạn ha. Rồi, đây là sản phẩm phát hành năm 1999 và nó nặng 260 gram. Nó có kích thước hình hộp là 110 mm, là chiều dài 70 mm, là chiều ngang, và 31 mm là bề dày của máy. Và đây là một màu duy nhất của Senseo phát hành các bạn ha. Và máy này có chức năng thâu, có chức năng phát và hoạt động hai chiều, và đồng thời chiếc máy này có cái loa ngòi. Đó các bạn, đó là những cái thông tin. Rồi, tôi giới thiệu về cái chiếc Senseo này. Mặt trước nó là một cái cửa sổ băng cũng ấn tượng lắm các bạn. Các bạn nhìn nè, cửa sổ băng, và chiếc này nó cũng còn khá mới. Cái bộ cơ học nó bố trí lên trên đây, stop này, ở đây là nút red kẹp đi theo với nút play này các bạn, nè lùi nhanh, tiến nhanh lùi nhanh, và đây là một cái nút đảo chiều. Đó là mặt trước, là trên này có recording, reverse, ở đây là logo Senseo, và có những cái chức năng âm thanh chọn ở mặt trước này các bạn. Ở đây nó báo hai cái đèn, hai kênh hoạt động các bạn ha. Và nó có một cái mic chỗ này để chúng ta thu âm các bạn ha. Mà sao Senseo cũng có một cái loa các bạn, có một cái loa, bố trí một cái loa nhỏ ở đây, và các cái nút điều chỉnh âm thanh ở đây các bạn ha. Và mặt bên trái thì đây là volume, ở đây là có hai cái cổng phone, và ở đây một có một cái cổng nguồn 3V. Mặt dưới thì nó có một tem máy các bạn, nó thời gian sử dụng lâu rồi, nó tróc rồi các bạn ha. Nó tróc rồi. Và bên này là
À, cái nắp bỏ pin thì mình cũng giới thiệu thêm là cái Senio là nó cái thiết kế cái nắp pin của Senio là nó thiết kế thường hay sử dụng và pin giống như cái lúc nãy mình mô tả rồi các bạn, và pin nó bỏ dọc theo cái thang máy như vậy đó các bạn, và đầu dương ra ngoài, cái nắp pin nó là nằm ngay chỗ chỗ góc này. Rất là nhiều mẫu Senio thiết kế theo cái kiểu pin này các bạn ha, và Senio sử dụng pin rất là tiện lợi. Rồi mình sẽ test cái bộ cơ này các bạn. Đây là tua nhanh nè các bạn. Stop, lùi nhanh. Stop, và ở đây là phần lái. Và chúng ta thâu thì chúng ta sẽ bấm hai nút đồng thời. Và mình mà cũng xin nói ra với các bạn rằng Sanyo cái bộ cơ của nó rất là chắc chắn, cho nên cái độ bền nó cao. Và nếu chiếc máy này người chơi ở trong nước mà order cái sản phẩm này, mình dám bảo hành chiếc máy này 1 năm luôn các bạn. Còn các bạn trên các trang thương mại điện tử của quốc tế thì nó quy định bảo hành là có 1 tháng thôi. Bởi vì thực sự ra cái bộ cơ học của cái chiếc Senio này các bạn nhìn thấy bên trong á, nếu các bạn nào chơi Senio thì biết ở đây nó làm bằng kim loại hết các bạn, và bộ cơ học và chỗ chiếc Senio này các bạn nè, những cái linh kiện mà cấu thành cái bộ cơ học này nó toàn làm bằng lá thép hết các bạn. Nhìn rất là chắc chắn và cầm rất là đàm tay các bạn. Đây, đó là những cái gì mà của chiếc máy Senio MR10. Các bạn nghe thử chức năng âm thanh. Rồi tôi kết nối với cái loa lớn các bạn. Cuộc đời buồn tanh nên lẻ loi tìm đến bộ cơ của nó hoạt động rất là tốt, và âm thanh của nó rất là tốt, đặc biệt nó có một cái loa ngoài các bạn. Cái loa ngoài này ấy, công suất nó nhỏ thôi. Nếu các bạn nào mà ở một cái vị trí trong phòng nhỏ thì nghe nó tốt, chúng ta khỏi đeo cái tai phone các bạn. Nhiều bạn thích những cái máy có cái loa này các bạn, vì đeo cái tai phone nó là vướng, thì nhiều bạn là sẽ là thích cái chiếc máy nó có nó không có loa để chúng ta dùng dây phone để chúng ta nghe. Cái thứ các bạn vừa rồi mình giới thiệu chiếc Senio MR10. Đây là chiếc Senio thứ hai trong kênh mình giới thiệu. Thì cũng xin chia sẻ với các bạn là cái Senio, tuy là máy nó bền,
và âm thanh của Senio, dòng Senio những dòng đỉnh nó cũng khá hay. Tuy nhiên là cái số lượng người chơi cái chiếc Senio trên thế giới và kể cả ở Việt Nam cũng ít các bạn, nó không có ưa chuộng bằng cái thương hiệu Sony các bạn ha. Và thậm chí Senio nó còn không ưa chuộng bằng cái thương hiệu Ewa giống như ở quốc gia mình các bạn. Rồi, đó là những cái thông tin về chiếc cassette cầm tay này. Và ưu điểm thì đây là một chiếc cassette cầm tay còn lại khá đẹp các bạn, mặt trước mặt sau rất là đẹp các bạn. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái hoạt động của chiếc máy này rất là tốt và cái bộ cơ của nó rất là bền các bạn. Sản phẩm này nếu mà mình ship ở Việt Nam thì chắc chắn mình sẽ bảo hành một năm luôn. Và mình chắc chắn là sản phẩm này nó hoạt động tốt và nó không có vấn gì đề gì hư hỏng, chỉ có là nó nhão dây đai thì các bạn thay cái dây đai lại và bôi trơn cái bộ phận bảo dưỡng cái bộ phận cơ học và tiếp tục sử dụng thôi. Vì cái chiếc Senio này cái bộ cơ học nó thiết kế rất là chắc chắn. Đó là ưu điểm. Nhược điểm thì cái loa ngoài của cái dòng này nó công suất nó bé, cho nên là nó không có thích hợp để mình nghe ở những cái nơi mà nó loãng các bạn. Nó chỉ ở trong phòng kín thì mình nghe hợp lý. Và cái ưu điểm nữa là những cái bạn nào không thích nghe telephone thì các bạn có khả năng sử dụng một chiếc máy có cái loa ngoài này để chúng ta nghe nhạc. Và chiếc này nó có chức năng ghi, có chức năng phát các bạn ha. Và tuy nhiên là chức năng ghi thì mình cũng không có test. Đó là những cái thông tin về chiếc Senio MR10 các bạn ha. Thì mình xin nói một cái nhược điểm nữa là cái dây kéo đo cái đơn vị thời gian chỗ này các bạn, nó không còn hoạt động nữa các bạn ha. Mình cũng mô tả luôn cho các bạn biết. Đó là những cái thông tin về chiếc cassette player này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Và các bạn ở nước ngoài, chúng ta vui lòng chọn cái phụ đề để theo dõi video này các bạn. Xin tạm biệt hết tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.